Việc tìm hiểu hình tượng nhân vật khách qua đoạn thơ thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu tới hình tượng của các bô lão được thể hiện trong những phần thơ tiếp theo. Hình tượng các bô lão. Trước hết, các bô lão xuất hiện và kể lại những chiến công trên dòng sông Bạch Đằng, tiếp nối những nỗi lòng băn khoăn của nhân vật khách, nỗi buồn, bâng khuâng, niềm tự hào của nhân vật khách là lời đối đáp của hình tượng nhân vật các bô lão. Các bô lão có thể đó là hình tượng thực mà tác giả gặp trên sông trong chuyến du ngoạn tới dòng sông Bạch Đằng. Cũng có thể đó là hình ảnh hư cấu từ chính tâm tưởng của Vũ Trường Hán Siêu. Hình tượng các bô lão dù là hình ảnh thực hay hư cấu thì cũng thể hiện được cuộc đối thoại, sự hồi đáp cho những cảm xúc của nhân vật khách qua lời kể của các bô lão về hội nghị Điện Diên Hồng và những chiến công trên dòng sông Bạch Đằng mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần tiếp theo này, đã đưa người đọc và nhân vật khách quay trở lại quá khứ, sống lại những giây phút hào hùng của dân tộc. Giây phút cả Điện Diên Hồng rung chuyển vì nhất loạt các bô lão đồng thanh hô vang, đánh, 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 đã sống dậy lòng quyết tâm và niềm tự hào, niềm tự tôn dân tộc thuở nào. Nhân vật các bô lão kể lại chiến công trên dòng sông Bạch Đằng trước hết là qua câu chuyện Nhị Thánh bắt Ô Mã, Ngô Chúa bắt Hoàng Thao. Các bô lão, theo ý sở cầu của khách, đã kể lại trận chiến trên dòng sông Bạch Đằng. Đây là thủa Trùng Hưng Nhị Khánh bắt Ô Mã, là thủa Ngô Chúa phá Hoàng Thao. Chiến thắng của vua Trần Nhân Tông và Thái Thượng Hoàng Trần Thánh Tông, Trần Hưng Đạo đã đánh quân Nam Hán, thắng quân Mông Nguyên. Đây được xem là trận chiến mở màn với sự cân bằng giữa thế lực giữa ta và địch. Điều này đã cho thấy Bạch Đằng là dòng sông lịch sử, ghi dấu nhiều chiến công của cha ông. Chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể hơn về những chiến công mà các bô lão đã kể lại cho nhân vật khách. Về phía ta, thuyền bè muôn đội tinh kỳ phấp phới, hùng hổ sáu quân, giáo gươm sáng chói. Còn địch thì tất liệt thế cường, lưu cung trước rối, gieo roi mang họa, quét sạch nam bang bốn cõi. Nếu như hình tượng bên nhân vật phía ta được miêu tả bằng những bút pháp ước lệ và phóng đại, thì đến bên địch, tác giả lại sử dụng rất nhiều điển tích, điển cố, đưa ra những dấu tích của người xưa để nói chuyện thời nay, tức là thời mà quân ta đánh quân Mông Nguyên và quân Nam Hán. Về diễn biến của trận đánh, ta thấy được rằng trận chiến cân sức, cân tài, không phân thắng bại, khiến cho ánh nhật nguyệt phải mờ, bầu trời trừ sắp đổi. Đó là cuộc binh đao kinh thiên động địa. Kết quả của trận chiến với Hoàng Thao, với quân Mông Nguyên, đó là địch thất bại nhục nhã, còn ta thì giành chiến thắng vẻ vang. Tác giả đã gợi ra hai thất bại nhục nhã của địch. Đó là trận Xích Bích, khi mà Chu Du dùng thế hỏa công của Gia Cát Lượng để đốt thuyền giặc, đánh tan 82 vạn quân của Tào Tháo. Và trận thứ hai mà tác giả gợi ra, đó là trận Hợp Phì, khi mà Tạ Huyền đánh tan 100 vạn quân của Bổ Kiên. Việc đưa ra những điển tích này đã khiến cho thất bại của địch càng thêm thảm hại. Như vậy, với giọng điệu nhiệt huyết tự hào và nghệ thuật kể với những điển tích, điển cố, nghệ thuật phóng đại, cường điệu, tác giả đã đưa ra hai trận chiến nổi tiếng trong lịch sử, đồng thời cũng làm nổi bật thất bại nhục nhã của địch dưới thời nhà Trần. Nhờ nghệ thuật này mà đã nâng tầm vóc những thắng lợi vẻ vang của quân ta trước thất bại của địch. Không chỉ kể cho khách nghe những chiến công trên dòng sông Bạch mà các bô lão còn bình luận về những chiến thắng trên dòng sông Bạch Đằng. Các bô lão đã đưa ra nguyên nhân ta thắng địch thua, đó là dựa vào binh pháp cổ. Quả là trời đất cho nơi hiểm trở, cũng nhờ nhân tài giữ cuộc Điện An. Tác giả đã phân tích nguyên nhân, đó là dựa vào địa linh và nhân kiệt. Địa linh là địa thế hiểm trở, là vùng cửa biển Bạch Đằng nơi có lợi thế về thủy triều. Ta đã lợi dụng được thế nước ấy để tổ chức trận địa cọc, không những chiến thắng một lần mà chiến thắng tới những ba lần trên dòng sông Bạch Đằng. Và yếu tố thứ hai làm nên chiến thắng vẻ vang của ta,
Đó là yếu tố nhân kiệt, yếu tố con người. Con người hội tụ hai đặc điểm nổi bật, đó là về trí tuệ và truyền thống của cha ông. Về trí tuệ, được thể hiện qua câu thơ "Nhân tài giữ quốc điện an", có nghĩa là tài năng phụ thuộc vào vua và tướng Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn đã có sự lãnh đạo tài tình, thống nhất được lòng dân và biết vận dụng sử dụng người tài họ tài giỏi. Và đồng thời, chiến thắng ấy cũng dựa vào một yếu tố nữa của con người, đó là truyền thống nhân nghĩa của dân tộc. Giặc tan muôn thuở thanh bình, bởi đâu đất hiểm, cốt người đức cao. Như thế, yếu tố địa, nhân kiệt và nhân đức đã làm nên chiến thắng vẻ vang cho ta. Tiếp đó, không chỉ nêu ra nguyên nhân ta thắng địch thua, mà các bô lão còn bình luận, mở ra lời ca ca ngợi non sông, ca ngợi chiến thắng vẻ vang của dân tộc ta. Sông Đằng một dải dài ghê, luồng to gió sóng lớn. Sông Đằng một dải dài ghê, luồng to sóng lớn, dồn về biển đông. Lời ca này đã có ý nghĩa tổng kết. Trước hết là tổng kết về quy luật của tự nhiên qua hình ảnh dòng sông Bạch Đằng chảy về biển đông. Thứ hai, đó là nêu ra quy luật. Những người bất nghĩa tiêu vong, nghìn thu chỉ có anh hùng lưu danh, cũng có nghĩa đó là quy luật của cuộc đời. Kẻ bất nghĩa thì tiêu vong, nghìn thu thì anh hùng lưu danh tới thiên cổ. Nhân nhân hề văn danh, phỉ nhân hề câu dẫn. Người có nhân đức thì lưu danh muôn đời, kẻ bất nhân thì tất sẽ bị hủy diệt. Như thế, Trương Hán Siêu đã dựng lên cảnh sông Bạch Đằng ở hai khung cảnh và hai khoảng thời gian khác nhau. Cảnh thứ nhất là cảnh sông Bạch Đằng đương đại, là thiên nhiên hùng tráng, đẹp, hoang vu, thơ mộng, nhưng đã nhuốm màu bể dâu, như bị lãng quên, bị hoen ố bởi sự thử thách của thời gian. Và cảnh thứ hai là cảnh sông Bạch Đằng trong quá khứ lịch sử. Nó được sống dậy trong tâm tưởng của các bô lão, mang đậm tính anh hùng ca.